máy tính laptop sách tay 10,1 inch, 2 trong 1 OneMix 4S Notebook, bộ xử lý Core 7-1250U, RAM DDR5-16GB, cho tốc độ đọc xử lý một cách nhanh chóng, mượt mà, ổ cứng SSD 1TB, màn hình IPS, hiển thị hình ảnh chi tiết sắc nét, sử dụng chip Wi-Fi 6, các đồ họa tích hợp Intel Iris Xe, với thiết kế nhỏ gọn, thời trang, phù hợp sách tay di chuyển, xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng, đồ họa, thiết kế, chơi game mà không bị tình trạng rứt lag, tùy thuộc ngân sách lựa chọn cấu hình phù hợp. Xem thông tin chi tiết sản phẩm trên website.